Lặn lội ra tới Sài Gòn để Vinh đem đến cho các bạn một chiếc Exciter 135 dọn theo phong cách của LC Malai. Thì chiếc xe này còn được thay đổi hầu như là tổng thể hết cái phần diện mạo bên ngoài của nó. Thì cụ thể thay đổi những gì và những thay đổi đó giúp ích gì được cho chiếc Exciter nhỏ này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video clip ngày hôm nay. Có tổng cộng là 3 quốc gia có được cái dòng hạt nhỏ này: Việt Nam nè, Thái Lan, Malai. Cái dàn áo của Thái Lan á, thì chúng ta đã chơi rất là nhiều rồi. Còn những cái dàn áo Malai như thế này á, hiện tại đang ở cái giai đoạn là khá hiếm, phải được gọi là tồn kho luôn. Đây là nguyên một bộ dàn áo của Malai hay còn được gọi là LCV1, full nguyên bộ luôn nha anh em, không bị lai bất kỳ một món nào hết á. Và giá của bộ dàn áo này tất nhiên cũng sẽ là cao hơn dàn áo của Việt Nam. Ở phía sau này chúng ta sẽ có một cái đồng hồ UMA Racing. Phiên bản này là cái nền carbon nha các bạn, dành riêng cho cái dòng ẹt nhỏ này và có thể sử dụng chung đối với lại dòng xe siêu rút. Thì trên đó sẽ có nhiều cái chức năng tăng chỉnh, thì đồng hồ này đã quá quen thuộc với anh em rồi. Với sở dĩ chủ xe lựa chọn cái phần nền carbon này là để nó liên lạc với những cái chi tiết carbon khác trên xe mà một xíu nữa Vinh sẽ chia sẻ. Ở đây Vinh sẽ thấy thêm là hai cái nút chụp chân kính nè, cũng có cái đường vân carbon tương tự như lại cái đồng hồ. Tất nhiên là hai bên vẫn sẽ có là cụm công tắc của NVX đã quá quen thuộc đối với lại những anh em nào mà thường hay độ cái dòng ẹt nhỏ này. Bao tay cúp sẽ được lựa chọn ở đây. Đối với lại bao tay cúp 125 này á, thì cái form của cái bao tay nó sẽ bự hơn so với lại những cái mẫu bao tay zin khác, cho nên đối với lại những cái ai mà chúng ta muốn một cái bao tay nó to hơn á, thì có thể lựa chọn những cái mẫu bao tay này. Nó vô cùng êm và bản thân Vinh cũng đang sử dụng cái mẫu bao tay này cho chiếc ẹt nhỏ của mình. Phía bên ngoài là kết hợp cùng với lại gù inox của anh Lê Trọng làm, có cái một cái logo ở đây. Một cái dạng gù phải nói là nó rất là đẹp, nó cũng lồi ra ngoài một tí xíu, đem lại cái sự điểm nhấn cho cái đầu xe và nó cũng vô cùng gọn gàng. Mặc dù sở hữu cho mình một cái dàn áo phải gọi là vô cùng đắt đỏ và khá cháy hàng hiện nay, nhưng mà anh vẫn quyết tâm muốn trang bị một cái cùm thắng đồ chơi, cho nên đã buộc lòng phải cắt khoét cái phần dàn áo nè để có thể đưa cái cùm RCS vào bên trong đây. Đối với dạng cùm này á, nó sẽ tăng cái độ thẩm mỹ cho cái phần đầu xe. Ở đây được trang trí thêm một số con ốc titan, tăng cái màu sắc cho cái phần đầu màu trắng này. Ở đây sẽ có một cái chữ V tem mạ rơm. Và anh em nhìn vào nó rất là liền lạc đối với lại cái phần mặt nạ đúng không? Nhưng mà thật sự đây là một cái tem áp dụng của một cái dòng xe khác chế qua. Thì theo như Vinh biết á, thì cái tem này là dành cho cái dòng xe Mio đó, nhưng mà vô tình nó lại rất là liền đối với lại cái phần mặt nạ này. Cho nên hiện nay á, rất là nhiều anh em chúng ta dọn hạt nhỏ thì chúng ta vẫn sử dụng chữ V này để làm một cái điểm nhấn cho cái phần đầu xe. Ngày xưa á, thì cái tem này nó vô cùng hiếm luôn nha. Ở cái khoảng thời điểm mà Vinh dọn chiếc Mio của mình á, thì Vinh phải săn tìm cái con tem này rất là nhiều, có thể nói là không có luôn. Vinh phải buộc lòng mua một cái dàn áo mà trên đó có cái con tem này về chỉ để lấy con tem thôi, rồi dàn áo thì chúng ta bán cũ lại. Bên dưới này chúng ta sẽ có một cặp đề mi của Zeback. Thì cái kiểu dáng của nó như Vinh đã chia sẻ ở những chiếc ẹt trước đó rồi, nó cũng tương đồng với lại Hy Lạp, và nếu mà vô một cái dàn áo trắng xanh như thế này á thì nó lại vô cùng nổi bật luôn nha. Đối với lại cái phần dàn chân trước này á, thì những anh em nào mà đang sử dụng ẹt nhỏ cũng đều biết một điều á, là mặc dù cái phục trước anh em có làm tới cỡ nào đi nữa, thì khi mà chúng ta dặn lên tốc độ cao hay là chúng ta dặn gấp á, thì nó đều thì ở cái trường hợp mà dặn lên nó bị múa lưng cái đầu xe này á, ngay cả chiếc ẹt của Vinh cũng bị nữa. Nhưng khi mà Vinh trao đổi chia sẻ với chủ xe về cái vấn đề đó thì ảnh nói cái dàn chân trước xe ảnh sẽ không bị cái vấn đề này. Đó là do ảnh đã sử dụng full một bộ kèm chắn ba nè, phục trước của thương hiệu LCM. Cái ti phục nó sẽ to hơn và nó khắc phục hoàn toàn cái vấn đề đó trên cái dòng xe Exciter này. Đối với lại dòng phục LCM này dành cho Exciter, các bạn có thể mua tại shop Hai Bánh với mức giá dao động tầm khoảng 3,7 củ cho đến 4 củ với nhiều màu sắc ti phục khác nhau để cho các bạn lựa chọn, kèm theo chế độ bảo hành là 12 tháng. Có một điều mà chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng là nếu như anh em nhìn bằng mắt thường, không biết các anh em đang coi camera có thấy hay không, nhưng mà Vinh coi bằng mắt thường ở đây thì cái phần màu trắng ở bên trên cái dàn áo này nó sẽ chỉ được nó được 10 điểm thì đối với cái dè này nó giống chỉ tầm khoảng là 8 điểm mà thôi, bởi vì đây là sử dụng dè của Winner tháp qua cho nên là nó sẽ có một cái màu sắc không giống lắm. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cọng dây dầu heo màu xám nè, đi đầu inox ngắt, một cái adapter vô một cái con heo Rainbow Laxix nè, sử dụng bass để sử dụng đĩa là Yazwin size là 267mm. Van vòi cũng là van vòi hàng tồn kho của Yamaha với một cái màu xanh nó vô cùng nổi bật cho một cái tổng thể dàn chân có vàng có đen này. Và nếu nhìn ở phía bên này vô thì chúng ta sẽ có thêm một cái chụp cốc cũng hàng tồn của Yamaha Thái Lan luôn. Nó sẽ mang cái màu đỏ nè. Nhìn vào cái tổng thể cái xe thì cái chi tiết này nó sẽ nổi bật lên. Và nếu như để sở hữu một cái món hàng tồn kho này của Yamaha thì hiện nay những cái anh em chơi ad phải chi ra một số tiền là hơn 500.000 đồng. Đối với lại những anh em mà đang có cái chụp cốc này á, thì anh em hay nói vui với nhau rằng mua một cái chụp cốc hơn 500.000 chỉ để bảo vệ cái cọng dây công đờ mét tầm khoảng 150.000 thôi. Thì khỏi phải nói rồi, đối với lại một chiếc xe dọn kiện thì anh em ít khi nào sử dụng ốc zin lắm, luôn trang bị là full ốc inox từ trước ra đằng sau để tăng cái độ sáng cho đối với lại một cái dàn chân nhám như thế này nè. Nó sẽ điểm tô rất là nhiều những cái chi tiết này, giúp xe chúng ta trở nên đẹp hơn. Ở là đối với lại cái cần số này á, anh em hãy nhìn kỹ vô cái phần nước xi của nó thì nó sẽ, đây là cái cần số của Spark Thái, nó sẽ không giống với lại cái nước xi của Việt Nam mình đâu nha. Đối với lại cái nước xi Việt Nam mình á, Vinh đang đi một cái cần của Việt Nam thì Vinh thấy á, là nó sẽ bóng hơn, nó sáng hơn và soi được cái mặt mình ở trong đó. Còn đối với lại cái cần Thái này á, thì Vinh thấy cái màu nó sẽ đục hơn một tí xíu, đâm ra nhìn như vậy nó sẽ kiểu nó sang hơn. Còn đối với lại cần Việt Nam á, thì đối với lại những anh em nào mà chúng ta thích nó phải bóng sáng luôn thì chúng ta có thể sử dụng cần Việt Nam. Còn đối với lại ai mà chúng ta muốn cái màu mà nó bóng xi nhưng mà nó phải chì xuống một xíu thì có thể lựa chọn cái cần Zeback này. Phuộc sau sẽ sử dụng là phuộc ô liền đúng chuẩn cái phiên bản dành riêng cho cái phần hạt nhỏ này. Đối với lại nhiều anh em mà chúng ta hay sử dụng phuộc ô liền đó, thì chúng ta sẽ song song sẽ có hai phiên bản để các bạn lựa chọn là phuộc của 150 vẫn sử dụng được cho hạt nhỏ hay là phuộc của 135. Thì đối với lại phuộc của 150 thì chúng ta sẽ có một điểm cộng là đuôi xe nó sẽ cao hơn. Chúng ta mà thường hay chở nặng nè, đi hai người thì chúng ta có thể lựa chọn cái phuộc đó để cho chúng ta có một cái hành trình nhúng nó nhiều hơn. Còn đối với lại những anh em nào mà chúng ta đi một người và muốn cái dáng xe của mình lùng xuống một tí xíu thì chúng ta có thể lựa chọn đúng cái phiên bản này. Đâm ra thì mỗi người sẽ có một cách sử dụng khác nhau. Riêng đối với lại chủ xe thì ảnh thích cái đuôi xe của mình nó lùng và nó đúng với lại cái form zin, cho nên ảnh lựa chọn là phuộc của Exciter 135 thì cái đuôi xe nó sẽ đi xuống thì khi đó nó cũng sẽ bằng với lại 135. Gạt te là sử dụng gạt te của X1R ốp carbon lại. Khi ốp carbon như thế này á, thì nhìn vào nó sẽ nổi bật và nó có một cái điểm nhấn giá trị riêng của nó bên trên cái gấp xe này. Nhưng mà khi mà chúng ta ốp carbon này thì chúng ta sẽ bị mất đi một cái số những cái đường vân mà nó rất là đặc trưng riêng của cái X1R này. Đối với lại cặt tay X1G zin thì ở đây chúng các bạn sẽ thường hay quen thuộc là nó sẽ có 3 cái ngấn. Thì khi các bạn ốp carbon rờ vào thì vẫn thấy cái ngấn nè, nhưng mà nhìn từ xa vô là các bạn thấy nó liền luôn, nó bị mất đi 3 cái ngấn đó. Bát tăng sơn là cũng là hàng của anh Lê Trọng luôn nha. Cái bát tăng sơn này nó sẽ liền, nó sẽ ôm bầu cái gấp như thế này nè, nhìn nó rất là đẹp. Và hiện nay anh em nào chơi hạt nhỏ cũng sử dụng cái bát tăng sơn này rất là nhiều. Kết hợp với bên trong là nguyên một cái combo luôn, mắt sơn đen nè, sơn vàng, đĩa tải CNC và cùi đĩa nhôm luôn. Ồ, nguyên cái dàn chân CNC ở phía đằng sau này thôi là thấy ngốn cũng phải cả mớ tiền rồi đó. Đã gọi là dọn chi tiết rồi là nó phải chi tiết từ mặt bên kia qua tới mặt bên đây luôn nha. Riêng cái góc bên này thôi á, là chúng ta sẽ có thêm một cái má đùm CNC nè, càng thắng Take, núm rồi tăng thắng cũng là đồ của Take luôn. Màu đỏ, cái màu đỏ này Vinh nghĩ là chủ xe muốn phối để nó hợp với lại cái chụp bảo vệ dây công đờ mét của Yamaha ở phía trước đó. Và cái bát chịu cái má đùm này cũng là hàng CNC luôn. Nói chung là nguyên cái dàn chân sau này là trừ cái mâm ra thôi, còn lại tất cả những cái linh kiện nhỏ của nó đều là đồ CNC, đồ nhôm hết. Đây, và chúng ta cũng sẽ có một cái ốp bô. Thì như Vinh đã nói, cái nước xi của Spark nó sẽ khác với lại cái nước xi của phụ tùng Yamaha ở Việt Nam đó. Thì các bạn thấy cái ốp bô này của nó nè, nó cũng kết hợp cùng với đó là ở đây sẽ có một cái miếng nhỏ cũng được, ốp carbon chung với lại vân với lại đồng hồ nè. Rồi ha, cạc te. Cần đập máy sẽ sử dụng là cần của Zeback. Đây là một cái phong cách mà hầu như là 10 chiếc ạch nhỏ là hết 11 chiếc là sử dụng cái cần này. Xung quanh đây cũng là những cái con ốc inox đầy đủ hết ở trên xe. Và để có được một cái tiếp phản quang ở đây thì các bạn có thể lựa chọn cái bát bắt biển số của Jupiter. Chúng ta thay vào ngay cái vị trí này là chúng ta sẽ có một cái mắt mèo phản quang ở ngay vị trí này. Nhìn vào cái xe nó sẽ zin zin, nhìn nó lạ lạ, nó đẹp ha. Cái biển số anh em có để ý không? 1034. Anh em có ai có con heo cơ cho Vinh mượn, Vinh bỏ vô đây để nó 1234 cho nó đẹp luôn rồi. Và đối với lại cái phần vị trí ở giữa này của ẹt nhỏ là nó lộ hết ra bên ngoài luôn. Vì vậy lựa chọn một cái ba ga titan như thế này là vô cùng hợp lý. Nó sẽ xô được hết ra bên ngoài, từ cái phần bát nè cho tới nguyên một cái bề mặt của cái ba ga này, nó lộ ra hết bên ngoài, nhìn nó cực kỳ đẹp luôn nha. Và mâm ở đây đang sử dụng là bản mâm X1R chứ không phải là mâm Jupiter 5 cây nha các bạn. Đối với lại cái mâm này thì chúng ta sẽ có một cái giá thành dễ thở hơn. Cái thứ hai nữa đó là mâm mới. Và cái thứ ba là nó sử dụng cái má đùm lớn chung với lại ẹt nhỏ. Cho nên nếu anh em thay cái mâm này qua thì chúng ta không cần phải kiếm cái má đùm nhỏ làm chi cho nó mệt. Đó, nhưng mà nó bị một cái là cái trọng lượng của mâm nó sẽ nhẹ hơn so với lại cái mâm 5 cây của Jupiter. Vì vậy nếu anh em ưu tiên lựa chọn những cái mâm mà nặng hơn, giúp nó cân bằng cái xe của mình khi mà nó chạy, khi mà chúng ta chạy ở tốc độ cao thì có thể lựa chọn cái mâm zin. Còn ai mà muốn một cái form mâm nó chỉ cần đẹp thôi, 5 cây nó liền lạc với cái xe thôi là đủ, thì chúng ta có thể lựa chọn cái mâm X1R này để có một cái giá thành tốt hơn. Và đó là tất cả những cái gì độ ở bên trên chiếc Exciter này mà Vinh muốn gửi đến cho các bạn. Rất cảm ơn bạn Phúc Lê đã cho Vinh mượn chiếc xe này để gửi tới anh em. Và các bạn đừng quên ấn like và subscribe cho Hai Bánh. Vinh sẽ tiếp tục tìm kiếm những chiếc xe độ để gửi đến cho anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.